Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Sau đây Đài Hoa sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất nền bề ngang 10m, bề sâu 26m thuộc cư Phun nha. Đây là ngay trung tâm huyện Krông Năng, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Trước mặt mọi người là đèn xanh, đèn đỏ. Đây, trước là đèn xanh, đèn đỏ huyện Krông Năng nha, ngay ngã tư. Từ ngay ngã tư này mà tới lô đất đây, lô đất mọi người đây này là 20m. Thì bây giờ mình sẽ quay lô đất cho mọi người xem nha. Đây là mặt đường Hùng Vương này. Đường là đường Hùng Vương nha. Ở đây là đèn xanh, đèn đỏ. Rồi bây giờ mình quay lô đất cho mọi người xem nha. Rồi, đây là hình ảnh lô đất nha. Trên lô đất 10m. Đây là hình ảnh lô đất bề ngang 10m, bề sâu vào là 26m. Đất này là phun thổ cư mọi người nhé. Rồi, để mình đi vào trong cho mọi người xem nhé. Đây, phía trong hiện tại là người ta đang dọn rất là sạch sẽ. Đây, đây là hình ảnh phía trong của lô đất này. Bề ngang từ đây qua kia 10m. Từ bên này sâu vào 26m. Cái tường là 20m nha, từ tường này ra thêm 6m đất mọi người nha. Là 26m phun thổ cư. Đây là hình ảnh bên trong của lô đất mọi người nha. Đây, mình quay ra ngoài đường cho mọi người xem này. Đây. Đây, hình ảnh đấy. Từ ngang đây qua đây 10m. Mặt tiền này thì gọi là định của huyện Krông Năng rồi. Đây, mặt tiền này rất rộng, rất thoáng, rất tiền mọi ngành nghề, rất là thuận tiện luôn, mọi ngành nghề như được đều được nha. Ngành nghề nào được, ngay trung tâm huyện Krông Năng luôn. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ huyện Krông Năng 20m. Hướng đi về huyện EK mọi người nha. Lô đất rất tuyệt vời. Từ ngang cái cửa này mà ra tới hết đất là xong còn 6m nữa mọi người nha. Đây, từ ngang cửa này mà ra tới lô đất là còn 6m nữa. Còn từ ngang cái bờ tường này mà lên tới hết chiếc ô tô kia là 20m. Rồi, lô đất này là mình nhắc lại là bề ngang của nó là từ đây qua bên tường là 10m, sâu vào 26m, phun thổ cư. Dạ thì mình để dưới phần mô tả nhé. Nếu tất cả mọi người ai có nhu cầu buôn bán kinh doanh hoặc là mở chi nhánh văn phòng gì tại trung tâm huyện Krông Năng, tại thị trấn Krông Năng, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì hãy liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Đây, chị mình đi ra lại lô đất cho mọi người xem nha. Quên, xin lỗi, ra trước mặt đường. Còn một chi tiết nữa, mình xin thông báo mọi người là cái nhà này hiện tại ở trên, các đòn tay mà lợp tôn ở trên cái megaphone này là đòn tay gỗ hương tất cả nhé. Tất cả là gỗ hương. Tất cả là đòn tay gỗ hương mọi người nhé. Rất là kiên cố. Gỗ hương toàn bộ đòn tay mà để lợp là tôn trên mái nhà này tất cả đều là gỗ hương nha. Đây là bác chủ nhà nói vậy, tất cả là đều gỗ hương, toàn là gỗ hương mọi người nha. Rồi bây giờ mình đi ra đường cho mọi người xem nha. Đây, đây là hình ảnh trước đường. Mặt bên này là đèn xanh đèn đỏ huyện Krông Năng đây, ngay cái đường ngay ngã tư. Mặt bên này là đi về huyện EK, đường là đường Hùng Vương nha. Đây, ở trước mặt mọi người là ngã tư trung tâm chính của huyện Krông Năng, đèn xanh đèn đỏ, ngay trung tâm buôn bán luôn. Đây, xung quanh đây là buôn bán hết. Đây, đường là rất lớn nha. Đây, rất lớn, đường buôn bán. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nếu mọi người ai có nhu cầu về lô đất này thì hãy liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Hy vọng là sẽ có một sự hợp tác vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn.